mọi người. Em còn cái đầu Huna ha. Cái loại này em nói nhiều rồi nha cô chú anh chị nha. Máy thì nó chưa sử dụng nha. Nhưng mà nó đi bãi, nó bẩn dơ này nha cô chú. Thì mình bẩn dơ rồi xước xác rồi thì mình cái này là mình không tránh khỏi nha cô chú anh chị. Cái này là em đổ xăng và nhớt vào để em thử máy nha. Về mình mua ống cần 24-7 khía. Ống cần 24-7 khía mình lắp vào mình dùng thôi. Đây, con này thì 23cc nha. 23cc mã nó là 322. Huana ha. Nó còn sẽ đỡ cái tem này, nó sẽ có tem là GZ luôn. Nên là gọi là Huana Genoi. Nó mua lại của Komatsu. Hàng này thì nó sản xuất dùng cho các thị trường châu Âu, Nhật Bản đâu này kia, chứ nó không có dùng ở các nước, nói chung là các nước có nhu cầu thấp ấy, nhu cầu cái tiêu chuẩn thấp thì nó không có sản xuất cái dòng này ra để nó bán. Đế đồ rất đẹp. Con này thì nó chỉ 23cc nhưng mà nó khỏe cô chú anh chị. Nó kiểu như mình phát vườn, phát nhà, dùng vườn và vườn nhà á. À, dùng ít kiểu như mình không có đi làm thuê làm mướn á nha cô chú anh chị. Chứ không phải đi vác con máy nhỏ để đi làm thuê làm mướn rồi than thở nó yếu này kia. Nó chỉ ở phân khúc dùng gia đình. Vườn mình nhỏ ít cỏ, nó không phải là cỏ to, không phải là cỏ cao dày hoặc cỏ mà cỏ cứng rồi đó. Nói chung mà nó cũng phát được thôi, nó phát dao nó vẫn phát được thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu như nó chậm này kia ha cô chú anh chị ha. Gọi là máy to thì làm việc to mà máy nhỏ làm việc nhỏ nha. Chất lượng bình, cái bình xăng của nó thì em đã nói rồi, em quay mấy cái con mà 25cc ấy, em đã nói rất tuyệt vời. Cái này nó không y chang luôn, thiết kế nó không y chang luôn. Huana chính hãng nha. Chứ không nhiều ông cứ bảo này kia, không có nhiều để bán của chú anh chị. Về nó bể nát hết thì được ít con là nó còn nguyên vẹn thôi. Con này thì em sẽ để cho cô chú anh chị là 1 triệu cái đầu này nha, 1 triệu cái đầu này ha, không bao ship đâu. Cái đầu này cũng khá là nhẹ nên là cô chú anh chị không cần phải lăn tăn đâu. Để em coi thử nó nặng bao nhiêu, trọng lượng nó bao nhiêu. Em đổ xăng nhớt vào mà nó chưa được 3 ký của chú anh chị, có 2.9 nữa. Tôi cho 3 ký đi. Thì cũng được. Quá nhẹ nha cô chú chị. Rất là nhẹ. Này 1 triệu nha, không bao số tiền ship mấy cái con 3 ký thì mọi người tiền cước bao nhiêu đâu? Hai mấy hay ba mấy ngàn. Đó. Về chỉ việc mua bộ cần gắn vào là chiến thôi nha cô chú chị. Máy là máy chưa sử dụng nên là mình về mình rô đai nha. Tốt nhất là mình về mình rô đai 1-2 bình xăng rồi mình mới dùng ha. Không có thu hộ, không có ship COD nha. Mua đều chuyển khoản hết, thanh toán hết bên em mới gửi hàng. Mình chưa tin ấy thì mình theo dõi kênh, vào cái kênh này mình theo dõi thêm ha.